Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận mối quan hệ với Trung Quốc có thể chấm dứt vĩnh viễn sau khi ông cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong phiên họp về việc ngăn chặn sự gia tăng của vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc đang tìm cách can thiệp cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tại Mỹ. Ông khẳng định Bắc Kinh không muốn Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng vì quan điểm cứng rắn của ông đối với vấn đề thương mại giữa hai nước. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể không còn là bạn của ông nữa.